mày sao? Nhưng mà anh nhanh có ra không? Sao không được đâu. Điều này mày sao chứ mày lại buông ở ngoài đây? Giờ nó đâm vào xe tao rồi. Anh đợi đi. Thuận ơi. Mày ra xem nào, hai thằng kia nó bị ngã rồi kìa. Nó vướng vào gì rồi? Ôi, anh ơi. Anh có sao không anh? Còn không nhá. Em bảo từ đầu em vẫn giải quyết bình thường thôi. Còn không nhá thì tao gọi công an đấy nhá. Tao nó sai mẹ đâu. Mặt nó cứ cưng nên nó có biết cái gì đâu. Mẹ lần sau nó vẫn buông giờ như thế. Con mẹ. Ui, đặt đâu? Chết tôi. Đặt tôi. Ui, hai anh có sao không anh ơi? Ôi, chết rồi. Ui. Anh có sao không anh ơi? Rượu này rượu nào đây? Mày biết rượu của em, rượu của bọn em, nhưng mà mày sao? Nhưng mà anh nhanh có ra không? Sao không được đâu. Rượu này mày sao chứ mày lại buông ở ngoài đây? Giờ nó đâm vào xe tao rồi. Anh đợi đi. Thuận ơi. Mày ra xem nào, hai thằng kia nó bị ngã rồi kìa. Nó vướng vào gì rồi? Ôi, anh ơi. Anh có sao không anh? Rượu này của mày đúng không? Bây giờ rượu này rượu của anh đúng không? Vâng, rượu của em. Đó. Tao bảo mày rồi. Mẹ vừa nãy gió kém tao bỏ mày, một là mày kéo luôn xuống, hai là mày thả lên gió ngàn. Tao biết làm sao được. Tao không cần biết, đấy là việc chúng mày nhá. Nhưng mà bây giờ nhá, bây giờ này chúng mày buông nhá, đường giữa làng giữa xóm nhà nhá. Giờ nó đâm vào xe tao này, còn thằng em tao như này nữa này. Bây giờ chúng mày tính như nào? Không anh cứ nói chuyện bình tĩnh. Bây giờ anh giải quyết luôn rồi. Tao không bình tĩnh nhá. Còn đang đi giao hàng thế này. Tao không bình tĩnh được. Bây giờ chúng mày tính như nào? Em biết đây là rượu của em rồi, đây là không chối cãi được rồi. Các anh cứ nói chuyện bình tĩnh thôi. Bọn em sẽ gọi là đền các anh. Tao đã bảo là tao không bình tĩnh được. Bây giờ thằng em ra như này. Bây giờ xem như này. Xem chân con sao? Kiểu gì? Bây giờ đi viện trước đã, còn bao nhiêu tiền thì bọn em gửi chứ bây giờ. Anh ơi, bây giờ cứ nâng xe lên đã. Cứ nâng xe đã, không được. Không được. Đấy, ký tao gọi công an đến. Ô anh ơi. Ôi anh ơi, bây giờ anh em mình giải quyết riêng tư với nhau thôi chứ bây giờ động đến công an cái thứ nó khó lắm anh. Riêng tư á? Riêng tư đây đấy. Bây giờ mày nói riêng tư thôi. Anh có sao không anh? Chân nó đau quá anh. Thì bây giờ quan trọng là tao bảo mày rồi. Anh vừa nãy buông diều buông hướng kia nó về đây. Bây giờ lúc đấy đã thấy gió yếu rồi. Mà lúc đấy tao bảo người ta kéo về. Một là kéo về, hai là thả thêm đi cho lên gió ngàn đi. Bây giờ để đâm đâm vào ngay cái ngõ này. Cái chuyện này ai mà muốn đâu mày. Mày tao bảo tao không cần biết. Nhưng mà bây giờ là cái vấn đề là xe tao như này, chân thằng em tao thì như này. Đấy bây giờ nhá. Tao chưa đưa nó đi khám, tao không biết làm sao nhá. Nhưng mà tí nữa tao đưa nó đi khám mà có vấn đề gì thì làm sao, ai chịu à. Anh ơi, bây giờ anh cứ nhặt hàng hóa các thứ của anh, các anh lên đi anh ơi. Bây giờ em nói này, bây giờ anh em mình thì bọn em thì cũng sẽ gọi là đồng ý là bọn em đền bù hết tất cả. Nhưng mà ý là anh em mình giải quyết là riêng tư với nhau thôi, còn nội bộ thôi. Chứ còn bây giờ mà động đến công an em thật là khó lắm. Bây giờ anh cho nâng xe lên anh bây giờ. Không nâng xe thì nâng lên. Nói chung là anh thông cảm với em thì bây giờ bọn em có đèn các thứ nhưng mà anh đừng làm như thế. Làm như thế là làm như nào hả? Nếu tao không đi được. Mày nếu làm trường hợp như này anh cứ bình tĩnh. Thằng em mày như này mày có bình tĩnh được không? Anh cứ bình tĩnh để anh em nói chuyện. Tao không bình tĩnh. Là châu mày phải hết sức bình tĩnh nhá, tao nói mày vấn đề. Đấy, bây giờ em bảo em đèn một anh trước, em không thích, em không tin nói thế kia. Em vẫn đèn anh. Bây giờ mình đang là người sai đấy, là sao? Mày nói giọng gì hả? Mày đang nói. Bây giờ em vẫn bảo em là người sai còn gì nữa, anh bình tĩnh anh. Tao không bình tĩnh nhá. Thôi anh bình tĩnh. Tao bảo. Mày bình tĩnh đi. Bây giờ tao bình thường cái gì? Bây giờ mày xem giải quyết thế nào đi. Bây giờ bảo anh nâng xe dậy rồi anh em mình nói chuyện thanh niên với nhau chứ làm gì đâu. Tao không muốn nâng xe, bây giờ phải các anh cũng là hỗ trợ tao đã. Xã này hay là xã nào đây? Tao là người ở đây, nhá, tao là người dân làng này nhá. Tao là làng em. Tao bình thường vẫn đi cái con đường này nhá, nhưng mà hôm nay đang đi thì cái dầu mày nó lao xuống. Đấy bây giờ chân thằng em tao như này nhá. Xe của tao như này. Vấn đề này thì em biết là em sai rồi, nhưng mà bây giờ em đang xin các anh là cho anh em giải quyết tình cảm với nhau. Chứ còn bây giờ mà để bắt đầu đến công an em thật với anh bây giờ bung diều này vào, nhất là dây điện các thứ này, đường dây điện các thứ này. Vào hết dây điện rồi các thứ bọn em để nộp phạt nó nhiều thì nó khó cho bọn em thì thôi bọn anh. Bọn em sai rồi nhưng mà anh thông cảm với em. Nói chung là bây giờ em với anh cũng chả gì thì bây giờ anh thông cảm với em. Bọn em vẫn đền chứ bọn anh thì anh có làm em có làm gì anh đâu. Em vẫn đền cho anh mà. Chúng mày đang là người sai nhá, chúng mày. Thì em vẫn biết em sai, em sai em phải đền chứ. Mày nói rồi mày nữa. Không đền tao. Mày. Thì bây giờ tao vẫn bình thường ấy. Tao bảo là bây giờ em sai em đền anh chứ em có làm gì đâu. Mày hạ cái tôn đặng xuống mày không? Bây giờ đang là lúc nào mà tao nói to lên làm gì, bây giờ mình đang sai đấy. Thì tao vẫn đang sai còn gì nữa.
đường chung là Vương Diều này thì ai đi được? Đi tai nạn, giờ tai nạn ví dụ như bà già đi tai nạn ngã sao? Thì bà bây giờ anh cay chuyện này thì em có muốn đâu. Cái này là chuyện không ai muốn cả. Thì bây giờ em sai, em xin em đệm, em đền. Nhưng mà em chỉ muốn các anh đừng làm to ăn thôi, đừng kiểu để công an các thứ vào thôi chứ còn... Mày muốn mà tao không làm to nhá, mày phải như nào nhá. Mày nói như thế là ai mà nghe được. Mày đợi đấy, giọng như thế không? Mày đợi đấy. Anh ơi, mày cầm Làm sao, làm sao? Ơ, này, mày, tao cháu ơi. Mày để yên, cái chuyện này nó chuyện nhỏ thôi, mày đừng làm nó to à. Bây giờ mày đứng xe lên, không mày tin tao làm cái tòa nữa không? Ủa chết rồi. Đạt Châu ơi. Bây giờ anh thích cái nào? Tao đang có chuyện đàng hoàng với mày nhá. Tao Đạt Châu. Đầu tiên tao đang rất chân, là nhẹ nhàng nhá. Bây giờ chân em như này thì bây giờ tao bảo tao đền cơ mà. Đạt Châu ơi. Mày là người sai nhá. Mày bình tĩnh đi mày. Mày để yên tao nói chuyện. Nuông thanh niên mày là người đấy. Nói chung là hôm nay là mày là người buông diều nhưng mà tao biết là nếu có gì là mày chịu nhưng mà bây giờ tao cũng thế. Tao nói thằng này nhá, chúng mày đang là người sai nhá. Vâng, mày em làm sao cho nó đúng nhá. Vâng, bọn em biết rồi. Này, em mày nhá. Anh em nói này, em rất đơn giản anh. Em bỏ tay xuống, từ từ giải quyết. Mày bỏ tay xuống mà chỉ ai? Để từ từ giải quyết. Tao bỏ mày bỏ. Em sai, ok, em đền được chưa? Đặt trâu ơi, mày giả điện thoại người ta đi, mày cầm làm cái gì? Mày đền nhá, nhưng mà mày nói giọng đấy không ai chấp nhận được nhá. Thôi các anh bây giờ, ở đây còn hàng xóm của em, các anh ra đây anh ơi. Ôi trời chết rồi. Anh ơi. Ôi. Mày đứng xe này, mày ra tùm lơ. Dứt xe mình lên được kìa. Nghe mày. Tao bảo mày để yên cho tao mà. Anh để yên, anh để yên em nói này. Không ấy cơ mà. Bây giờ mày đưa cho ai? Đưa đây. Đừng để tao, phải dùng pháp mạnh nhá. Đưa đây. Em đang rất là bình tĩnh. Anh ơi, các anh, em xin các anh ấy. Em đang rất là bình tĩnh ấy. Anh để yên, em đền. Xin em hết, anh sửa hết bao nhiêu? Đi sửa đi em đền. Còn thằng này nữa, mày đi bệnh viện đi, tao trả tiền bệnh viện cho mày. Mày tao ra. Đây là Châu ơi, xem tao còn từng đây tiền này. Để đưa tạm cho các anh ấy xem có được không? Chắc gì mày hơn đuổi được thằng em tao mà thằng này hả? Mày bố láo là vừa thôi nhá. Bây giờ anh là người sai mà anh đã sai rồi, anh còn nói chuyện cái anh em ơi, hôm nay thì bọn mình có một cái sự việc ở đây mà bây giờ làm căng quá anh ạ. Anh em mình thanh niên với nhau ở trong làng với nhau, anh làm thế làm gì? Mày giỡn giọng không ai người ta chấp nhận được. Anh giỡn giọng thì ai chấp nhận được. Chúng mày nhá. Bây giờ chúng mày thích cầm điện thoại tao đúng không? Chúng mày giờ chúng mày thích thế nào? Chúng mày đang sai chứ mày nói giọng đấy. Bây giờ như nào? Ok em sai, em tất nhiên em sai làm gì nữa. Nhưng mà em sai em đền. Còn kia mày quay gì hả? Mày tắt điện thoại đi. Bọn em chúng bọn đấy anh để em lại quay làm gì hả? Bọn em là biết bọn em sai rồi nhưng bọn em vẫn quay lên. Em phòng khi bọn anh đánh em chứ. Bây giờ bạn em quay có bằng chứng ở đây có thứ anh lo cái gì? Thế càng tốt cái gì đâu. Thế bây giờ chúng mày đưa ra đây. Đấy anh ơi, nói chung là đây em còn mẹ anh có ít tiền. Anh cứ cầm tạm cho em. Đây cả điện thoại nữa. Anh cứ cầm tạm cho em. Chỗ này còn bao nhiêu em đền của tao nhá thì tao cầm. Chỗ này mà không... Còn cái chỗ tiền này của chúng mày nhá. Nó là cái gì hả? Nó là cái gì? Cầm đấy. Bây giờ bọn em còn xe vừa người chứ có phải là độc anh xe ơi, không đâu. Bọn em đang nói chuyện đàng hoàng tử tế anh ạ. Này em sai nhá, em đền nhá. Nhưng mà thái độ bất tiền của anh như thế nào? Không có một thằng nào nó đàng hoàng tử tế nhá, mà nó có một thái độ như mày nhá. Bây giờ thôi, xe này nó nói thật với anh là nó cũng không đáng bao nhiêu tiền đâu. Bây giờ cái kia con chưa vỡ đâu, em nhìn chưa vỡ đâu. Bây giờ lắp vào vẫn là được thôi, không có vấn đề gì cả. Mày đừng có nói là cái xe nó không đáng bao nhiêu tiền nhá. Tao công nhận là cái xe nó không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng mà còn cái chân của thằng em tao nhá, bây giờ nó cứ thò tới kia thì thì em đã bảo là anh em sẽ đưa đi khám. Tao biết chúng mày ở đâu mà tao đòi chúng mày được. Nhà em bên kia, nhà em bên kia anh. Đấy nhưng mà chúng mày bỏ nhà em bên kia. Mà... Ai biết ở đâu mà đòi. Không có một cái gì giấy tờ gì làm sao mà anh chứng minh được. Rồi. Mày bây giờ mày nhặt đồ ra vào đây, giờ tao mày về. Đéo cần tiền nong gì nữa nhá. Tao mày về gọi kệ mấy thằng sang đánh chết cái mẹ mấy cái này đi. Ôi mẹ. Ê, chết rồi thôi. Tao đang nói chuyện đàng hoàng với chúng mày đấy nhá. Thôi Đạt Châu. Mẹ mày đây mày nhìn tiền nó mất tiền như này làm gì? Tao cũng đàng hoàng ấy, tao đưa tiền cho không gì nữa. Quay xe đi anh. Anh ơi, ở lại giải quyết chuyện đã anh ơi. Không mở lại. Bây giờ nhau ở lại, không nói chuyện được. Tao không giải quyết chuyện mày nữa. Tao không giải quyết chuyện mày nữa. Bây giờ nói chuyện kiểu như thế, không thể chấp nhận được. Mày, Đạt Châu. Bây giờ anh ơi, chúng mày cứ ở đây. Này, em đang cầm tiền, em đưa cho anh đèn đàng hoàng cho anh ấy. Chứ không phải là em không đèn, em chửi anh nhá. Mày đây. Đây nhá, nếu mà công an có vô cuộc này, đây, nhìn nó chả đáng bao nhiêu đây. Mọi người nhìn này. Đây. Bây giờ cái này nó chỉ là rơi ra thôi, nó ngã ra, nó rơi ra thôi. Chứ còn người ảnh hưởng cái gì, ông đừng có mà ăn vạ, tao nói thật luôn ấy. Bây giờ nó ảnh hưởng trong xương là sao mà anh biết được. Cái này nó không đáng bao nhiêu. Bây giờ nó chảy xương. Bây giờ thằng này chân thằng này đi được. Chân thằng này nó bị như nào thì ai là người chịu trách nhiệm? Mày bỏ tay xuống. Bây giờ thằng này chân tay nó chưa làm sao nhá. Không phải bên ngoài nó. Bây giờ mày như thế đấy. Ảnh hưởng trong xương. Tao đưa mày đi khám. Bây giờ con xe này tao cũng sẽ đi sửa. Bây giờ nhá. Tao không cần chúng mày đưa khám mà bây giờ tao không cần một cái gì của chúng mày cả nhá. Thế quá đáng. Không thì là chúng mày thích như nào? Chúng mày muốn như nào?
tao đã đàng hoàng có xuống nước nhá. Tao bảo là xe như nào, người như nào tao đưa đi thăm khám. Cái thái độ của chúng mày như thế nhá mà được gọi là đàng hoàng à? Cái thái độ đấy mà được gọi là đàng hoàng à? Thì lúc đầu tao nói chuyện đàng hoàng với mày thì chúng mày thế nào? Nhá, bây giờ nhá, tao không tính toán với chúng mày nữa nhá. Bây giờ cái xe này nhá, chúng mày đem đi mày sửa nguyên vẹn cho tao nhá. Còn thằng này nhá, tao sẽ đưa nó đi khám. Thì bây giờ hết bây bao nhiêu bọn em giả? Anh nói thế ngay từ đầu không phải nó đơn giản không? Mà cái thái độ của mày tao không chấp nhận được nhá. Anh nói mẹ thế ngay từ đầu đi, bọn em làm việc rê, bây giờ anh cứ đi mày, kia gì? Mày làm sai, mày còn sừng cồ lên tao là tao không chấp nhận được. Này thái độ của em từ anh mà ra đấy, anh mà không nói gì anh thôi đem đẹp anh em mình không phải nói nhiều gì nữa. Bây giờ là thôi giải quyết cho bọn em để bọn em thì sai rồi, bây giờ không dám nói gì nữa rồi. Bây giờ trong người bọn em còn tương lấy tiền thôi. Nó sai mẹ mặt nó cứ cưng nên nó có biết cái gì đâu. Mẹ lần sau nó vẫn buông rìa như thế. Con mẹ. Ui, nó chết rồi. Nó chết rồi. Mày ơi. Chết rồi. Mày làm gì nhá. Mày bỏ ra tao đã xuống nước rồi mày. Thôi chết rồi. Đạt Châu ơi. Mày ơi, mày sai rồi. Mày đánh người mày sai rồi. Thằng. Anh ơi, tao đã em rồi nhá. Tao đã xuống tao. Tao đã nhẹ nhàng với mày rồi nhá. Bây giờ chúng mày thích giờ mới trò lưu manh đúng không? Chết rồi. Đi về. Ôi, anh ơi. Chúng mày về quận bao nhiêu thằng chúng mày quấy ở đây nhá. Tao bảo mày rồi. Tại sao mày lại làm như vậy? Bây giờ nhá, nó nâng xe rồi. Mà đường này đéo phải đường của nó nhá. Đường này đường của Trung thì điều mình cắm Trung thì sao? Mẹ bây giờ mình đang sai mày ơi. Bây giờ mẹ nó về nó gọi mẹ người rồi kìa. Sai nhưng mà thái độ nó theo nó kia. Bây giờ thái độ nó nhẹ nhàng thì làm gì? Rồi mình đang sai mà mày làm như thế à? Tức. Chán không cái gì. Mẹ tao bảo mày rồi, làm cái gì thì làm, bây giờ mẹ nóng tính làm cái gì? Hả? Mẹ nhưng mà nói thế thì mẹ mày nghĩ tao chịu được chắc. Mẹ bây giờ mình đang buông diều này thì là mình sai nhau này. Nó bảo là êm đẹp đàng hoàng. Nó nói ngay từ đầu xong cái thằng bố lắm dậy kia nó lại còn cái nọ thế kia. Mày ơi nhặt tiền vào đi. Mày thu tiền cũng thu điều đi. Chết rồi.